Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Video này mình giới thiệu cho các bạn một cái bộ hệ thống lái loại nhỏ, có thể đánh lái được nhiều vòng dành cho những cái xe nhỏ. Thì một số những cái dòng xe nhỏ ấy thì không thể lắp cái thương lái hai đầu được vì nó sẽ bị giới hạn bởi cái khoảng cách dùng thương lái của ATV ấy, thì nó lại chỉ lái được có một vòng thôi, cho nên nó rất là dở. Thì ở đây là mình sẽ cho các bạn một cái phương án sử dụng cái hệ thống lái loại nhỏ, đường kính vô lăng là 30. Cái hệ thống lái này nó đánh lái được nhiều vòng và những cái dòng xe 70-80 cm trở lên ấy đều có thể sử dụng được. Các cái kích thước thì mình có để cái thước kia để cho các bạn nghiên cứu tương đối. Đây là cái vô lăng đường kính 30. Còn đây là cái trụ xoay. Đấy, trụ xoay vô lăng. Đây là cái khớp lối từ thương lái đi lên. Mình sẽ để rời như thế này về cho các bạn tùy chỉnh. Có nghĩa các bạn cứ hàn cái này với cái cây này, các bạn thích dài bao nhiêu thì hàn bấy nhiêu. Thì các bạn có thể dùng ống phi 21 hoặc là các bạn làm một cái sắt phi đặc ấy, phi đặc 14, hoặc là bên mình sẽ bán kèm theo. Các bạn cứ yêu cầu dài ngắn bao nhiêu bên mình sẽ bán cho các bạn bấy nhiêu. Nếu như các bạn cần hàn thì mình sẽ hàn luôn cho các bạn. Thì giá nó sẽ thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Mình chỉ làm một cái video ngắn như vậy thôi. Khách hàng cần đường kính vô lăng loại này, mình có loại to hơn là loại 35 cm và một loại vô lăng đẹp xanh đỏ tím vàng gì đấy, thì các bạn cứ có mẫu là các bạn gửi đây, thì bên mình có nhiều cái bên mình không đăng lên hết được, rất là nhiều, nhưng đây là một cái bộ tiêu biểu đủ dùng cho các bạn. Đấy. Thì các khách hàng có yêu cầu làm như thế nào thì cứ gọi điện trực tiếp mình tư vấn 0966 818 955. Giá thành cái bộ này thì các bạn có thể trao đổi thêm khi nó sẽ theo cái yêu cầu của khách hàng. Giá tạm tạm của cái bộ này là nó hơn 1 triệu, nó khoảng 1 triệu 3 gì đấy. Còn yêu cầu thêm hay như thế nào nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể hơn. Cái này chỉ là giá tương đối thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ kênh rất nhiều.